trời. Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh Nhạc Vơ Lơ. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em những bức ảnh cực kỳ hài hước trong bộ series Ảnh Chế Hài Hước. Xin mời anh em đón xem. Đây là hóa dùng để đi viếng đám má cơ mà, sao lại đem đi tặng cho bạn gái thế? Vâng, đây là một cái lò nướng được làm từ bồn cầu. Nếu bạn nướng thịt trên cái lò nướng này thì thịt nướng sẽ trở nên thơm ngon hơn. Mày đừng có bốc quét, mày đừng có bốc điêu đi. Và đây là cách để biến một chiếc ban la đã bị hỏng trở nên có ích hơn. Rượt dâu bằng xe hơi thì quá bình thường rồi, rượt dâu bằng xe xúc đất như thế này nó mới chết. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Và đây là một chiếc siêu xe rùa. Với chiếc xe này thì nó sẽ giúp bạn dẫn đầu trên mọi cuộc đua. Ồ, đây là chai nước hoa hay là chai nước rửa kính đấy? Và đây là cách để có mái tóc suôn mượt bằng một chiếc ban la. Và đây là một hệ thống vệ sinh xe ô tô cực kỳ xịn sò. Và đây là một vụ tai nạn giữa một chiếc xe mô tô được sản xuất từ Việt Nam và một chiếc xe buýt được sản xuất từ Trung Quốc. Không biết anh chàng này đến từ rạp xiếc nào đây, nhưng mà có khả năng giữ thăng bằng rất là tốt đấy. Và đây là một cái đồng hồ quý hiếm nhất trên thế giới. Tại sao mình nói đây là cái đồng hồ quý hiếm, anh em có biết không? Tại vì trên thế giới này đây là một cái đồng hồ duy nhất. Bạn sẽ không tìm ra một cái đồng hồ nào giống như cái đồng hồ này đâu. Và đây là hậu quả khi mạng wifi bị lắc. Và sau đây mình sẽ giới thiệu cho anh em những chiếc giả đựng giấy vệ sinh cực kỳ ngầu. Đây, giấy đây, thằng nào đi ý mà thổi thế nhỉ? Và còn gì tuyệt vời hơn khi được Batman cầm giấy vệ sinh cho bạn cơ chứ? Và việc sử dụng giấy vệ sinh sẽ trở nên thú vị hơn khi bạn rút giấy từ mông một con gấu. Nếu giấy vệ sinh được rút ra từ lỗ mũi như thế này thì bạn cảm thấy như thế nào? Còn đây là một cái giả đựng giấy vệ sinh theo phong cách gắn tạ. Còn đây là một cô gái đang ngại ngùng khi đưa giấy vệ sinh cho bạn. Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận, chia sẻ.